Ủa. Nào, tôi bắt gặp tại trận rồi. Ông nhìn ai đó? Tôi nhìn ai vậy? Yên nhiếc ơi, chơi giống con sóc quá vậy nè. Con sóc hả? Con sóc ơi, con sóc đang làm gì đó? Phải không? Đang làm gì vậy? Mẹ cũng trốn luôn nha. Cứ đâu rồi mẹ con đâu hả? Cướp hả? Mẹ trốn con nha, mẹ trốn mất tiêu luôn rồi. Đâu rồi mẹ đâu? Con trốn đi, con trốn mẹ đi. Nhà ơi, gì mà địch bẹt bẹt vô tết tà ơi, đừng có nói ỉa trên giường cuối nha. Hồi nhất ơi, ôi nhất ơi, ai vậy? Tân đậu dòng quá mẹ ơi. Ông đậu dòng mi nhè. Tân ai đây? Chà 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 chà, trời đất ơi, thôi chết chà tôi rồi, nó đái ướt nhẹo ướt nẹp vui ở đây, ướt nẹp vui bè ui, hiền chi nó địch bẹt bẹt ai nè, nó đái ướt nẹp vui. Ai 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 ai, cô chán quá.
cô chán cái bà chị ba này quá. Bà chị ba cũng chui nhè. Đây, mặc cái quần vô. Ôi ôi, tôi lót đít thì không đái. Đái chìm dêm ra giường của cui. Đậu dòng ơi, đậu rong à, con làm gì đó, con đang làm gì đó, giỏi thì lại đây chơi với tôi nè, cái giỏi thì lại đây chơi với tôi nè, lại đây, ôi ôi, nó không thèm ngồi với tôi nữa, nó bỏ tôi rồi, nó bỏ cui rồi bà con ơi. Con muội nha, mẹ kêu lên từ hồi nãy giờ chơi với em giờ mẹ con không lên. Suýt nữa em nó rơi xuống đất rồi con có biết không? Hả? Mẹ để em nằm mà nó lên vạch 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 3 4 vòng. Mẹ thì đi cầu, suýt nữa em nó rơi xuống đất rồi. Cái đèn này không có làm em nó đẹp hơn. Hả? Tắt cái đèn trên đó đi. Cái nền hả? Ừ, nó làm mày không thấy nó đẹp hơn gì cả. Thôi, vậy đi nhìn nó dễ chịu hơn nè. Em ra đây với mẹ với chị hai nè. Chỗ hai mẹ con rồi đúng không? Phải không? Đúng không? Chị hai lên nằm với em đi. Đấy, mới đấy thêm đóng trong kia con bỏ cái mền màu xám ra nó đấy ướt nhiều cái mền màu xám rồi. Con bỏ cái màn màu xám ra đây, kêu con bỏ cái màn màu xám ra đây, nó đái ướt rồi. Cầm không thấy ướt hả? À.
đâu có thấy ở đâu. Chắc là chị cầm cái chỗ nó không có. Đấy nè, chị cầm cái chỗ nó mà nó không có đá nó. Còn cái vụ phone của con ra đây. Thì thôi chứ sao, mất rồi, khi nào lãnh lương thì mua lại. Gì? Thì khi nào con lãnh lương thì con mua lại. Là sao không hiểu? Thì con tự đi làm, con có tiền đó, khi nào lãnh lương thì mua. À, thôi là bớt nè. Giờ. Làm nhé, tưng. Đi bé kênh lên. Hay dạ. Ai kìa. Đậu rồng ơi. Cứu bà. Chứ bà. Đó. Những cái tưng nói cho hai con chị coi nữa nè. Đó, những cái tưng. Những cái mặt đơ ra như vậy. Đó. Được chơi nè. Rồi. Gỡ. Hôm nay là em nó được 6, 5 tháng, 19 ngày. Thôi được, hôm nay tháng 6 rồi mà. Thì em nó mới sinh hồi tháng 1, đến hết tháng 1 nó mới được 1 tháng, qua đầu tháng 2 nó mới được 1 tháng. Từ giờ là tháng 6 thì là em nó được 5 tháng, 19 ngày rồi. Vậy hết, tháng 6 này là em được 6 tháng rồi đúng không? Đúng. Sao đúng? Rồi. Trời, ngã đột ngột quá làm chị giật cả mình. Giờ ngã là cái trò của nó mà. Đậu rồng ơi. Mẹ kêu nè. À, đậu rồng ơi, đậu rồng à. Dạ. Mẹ gọi gì con? À. Nằm ẩn ương ra. Thấy đèn sáng trợn mắt nhìn. Đến giờ mắt nhé. Mặt chỉ ngơ ngác à. Cái gì cái mặt nó đờ.
trợn lạ gì mà trợn ra những dây bắt 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 chị xin cái đồ chơi của cục. Ê, không cho chị lấy à, đã thấy chị dùng biện pháp mà dùng cái bắt 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 đó, dùng cái bắt bắt ngá. Trời ơi, cái chị ba này mà chị này là thua luôn á. Bó tay mà chị này đâu ha. Nó biết thế nào mình cũng đỡ nó, cho nên nó cứ bật ngửa ra. Nó tự tin ghê luôn nha. Đậu ơi. Đậu ơi. Ai? Ai? Dạ chứ ừ gì trời ơi, mẹ kêu nó mà nó hay. Hay hay hay. Mẹ kêu mà hay làm sao?